Đây là một trong hàng chục đối tượng tham gia vụ hỗn chiến tại xã Minh Tân vào cuối tháng 8 vừa qua, làm một người bị trọng thương. Dù mới chỉ 14 tuổi, nhưng bản thân em đã có nhiều lần tham gia vào các vụ đánh nhau, gây mất trật tự công cộng. Nguyên nhân xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ hoặc đơn giản là những lời lẽ kích động. Cái giá phải trả cho sự thiếu kiềm chế, hành động nông nổi là nỗi ân hận muộn màng và cả nỗi buồn cho gia đình. Mỗi lần em tham gia đánh nhau này thì em cũng không nghĩ đến sẽ phải đối mặt với pháp luật và chịu những mức án. Em đang còn nông cạn và kém vì cũng chưa nhận biết được hành vi của mình là sai trái đối với pháp luật. Và em thấy những cái hành vi như thế là sai. Nếu mà thắng thì cũng vào tù, còn nếu mà thua thì cũng có thể mất đi mạng sống của mình. Thì chúng tôi cũng đánh giá các đối tượng chưa hoàn thiện về cái nhận thức. Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội thì có những cái đối tượng nó có mục đích, có những cái đối tượng nó không mục đích. Bạn rủ đà đi thôi, mà đi là tham gia với cái vai trò là giúp sức thôi. Từ đầu năm đến nay tại huyện Hưng Hà đã xảy ra 14 vụ việc vi phạm pháp luật do thanh thiếu niên học sinh gây ra với tổng số 79 đối tượng. Không chỉ tổ chức đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, gây náo loạn đường phố, hàng chục đối tượng còn tụ tập thành nhóm, mang theo hung khí đi thanh toán lẫn nhau. Tất cả các vụ việc đều có sự tham gia của thanh thiếu niên học sinh, độ tuổi từ 14 đến 20. Công an huyện Hưng Hà đã khởi tố hình sự 8 vụ, 14 bị can chưa thành niên, xử phạt hành chính 6 vụ, 54 đối tượng, đang củng cố xử lý hồ sơ 11 đối tượng. Tình trạng thanh thiếu niên học sinh vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Trong đó thì các cái đối tượng này tập trung vào mấy cái nhóm tội: một là cố ý gây thương tích, hai là gây rối trật tự công cộng. Liên quan đến các cái hành vi tàng trữ, sử dụng, chế tạo các loại vũ khí thô sơ thì chúng tôi cũng đã vận động các cái cơ sở hàn xì để tránh các cái cơ sở này là có cái việc tiếp tay chế tạo các cái vũ khí thô sơ cho đối tượng để các đối tượng tham gia gây rối trật tự công cộng hoặc gây án trên địa bàn huyện. Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn thanh thiếu niên học sinh vi phạm trật tự xã hội, cần có giải pháp giám sát các đối tượng cá biệt ngay từ cơ sở. Lực lượng công an huyện đã chủ động nắm tình hình, rà soát, lập danh sách, phối hợp với cấp ủy chính quyền đến tận cơ sở thôn, mời các cái đối tượng lên trụ sở ủy ban cùng với các ban ngành đoàn thể và gia đình lập biên bản giao trách nhiệm, động viên, răn đe, giáo dục những cái đối tượng mà có biểu hiện vi phạm, và bản thân gia đình các đối tượng là cũng rất ủng hộ cao. Công an huyện cũng phối hợp với phòng giáo dục để xây dựng kế hoạch để đảm bảo an ninh học đường. Giải pháp quan trọng nhất trong ngăn ngừa tội phạm trong độ tuổi vị thành niên chính là sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường trong việc quản lý con em mình. Cha mẹ cần quan tâm toàn diện đến mọi mặt của con để sớm phát hiện những hành vi, thói quen xấu nhằm ngăn chặn kịp thời. Ngoài ra, nhà trường cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong học đường, phối hợp với gia đình để cùng quản lý thanh thiếu niên phát triển toàn diện.